Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Trong phần bản tin sẽ có các tin: cảnh giác với cúm AH1N1, huyện Ân Thi từng bước giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh hẹp bao quy đầu. Trong mục cẩm nang y học kỳ này là bài thuốc dân gian từ cây nhân trần. Cuối chương trình là câu chuyện về nghị lực sống của những bệnh nhân ung thư. Trước tiên là những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh cho biết, các chủng cúm mùa lưu hành trên thế giới và Việt Nam chủ yếu là cúm AH1N1, cúm AH3N2 và cúm B. Đã có ca tử vong vì bệnh cúm AH1N1 tại nước ta. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không được tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus như Tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của bác sĩ. Người mắc cúm AH1N1 có biểu hiện lâm sàng giống như khi mắc các chủng cúm mùa khác như sốt cao, chảy nước mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ho, đau họng. Bệnh cúm AH1N1 lây truyền qua đường hô hấp, bệnh thường khỏi sau một tuần điều trị thông thường. Tuy nhiên, một tỷ lệ nhỏ các trường hợp thường ở những người có sức đề kháng kém, người có bệnh mạn tính như suy thận, đái tháo đường, người già, trẻ em và phụ nữ có thai có thể có diễn biến nặng như viêm phổi, suy hô hấp và thậm chí tử vong. Người dân có thể phòng bệnh chủ động bằng cách đến các cơ sở y tế dự phòng để tiêm vaccine, đồng thời cần tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, nếu có các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, cần thông báo cho trường học, cơ quan, đoàn thể nơi đang học tập, công tác và cơ sở y tế địa phương. Nếu được xác định mắc cúm thì cần được cách ly, đeo khẩu trang. Đặc biệt những người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể mệt mỏi. Khi cả người đã thấy khó chịu thì các cơn đau và sưng ở khớp cũng tăng thêm. Đây là lý do tại sao mùa nóng có nhiều bệnh nhân bị thoái hóa khớp vẫn phải đi khám bệnh. Ghi nhận tại khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh, hiện có hơn 30 bệnh nhân mắc các chứng thoái hóa khớp đang được điều trị. Theo các bác sĩ, khi nhiệt độ không khí tăng, bệnh nhân có khớp bị thoái hóa, màng bao khớp sưng tràn dịch sẽ cảm thấy đau nhiều hơn và có cảm giác giống như bị sốt. Mặt khác, không khí oi bức cả ngày lẫn đêm nên người bệnh khớp lại có thêm nguyên nhân khiến mất ngủ. Nếu tình trạng mất ngủ kéo dài lại càng làm bệnh khớp tái phát trầm trọng hơn. Để hạn chế tình trạng này, người bệnh nên lựa chọn trang phục nhẹ, thoáng, ăn uống đầy đủ, nhất là cung cấp nước cho cơ thể, tránh tình trạng thiếu nước. Để thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, huyện Ân Thi đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháp lệnh dân số, duy trì tiến tới giảm thiểu tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện. Đến hết tháng 5 năm 2018, tỷ số giới tính khi sinh của Ân Thi đạt 113,1 trẻ nam trên 100 trẻ nữ, có 98 trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên, chiếm 16,3%, giảm so với cùng kỳ năm ngoái, là một trong ba địa phương có tỷ lệ mất cân bằng giới tính thấp của tỉnh. Trong đó, các xã duy trì mức sinh thấp hợp lý như Đa Lộc, Hạ Lễ, Tiền Phong. Với mục tiêu đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, các cán bộ dân số đã trực tiếp xuống từng hộ dân, vận động từng cá nhân nhận thức đầy đủ về hiểm họa của việc mất cân bằng giới tính khi sinh, từ bỏ quan niệm trọng nam khinh nữ, nêu cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại. 6 tháng đầu năm, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã điều trị cho 115 trường hợp sinh non. Trong đó, số trẻ sinh non tháng tập trung nhiều vào tháng 5 và tháng 6 với 64 ca, chiếm hơn 50% số trẻ sinh non 6 tháng đầu năm. Trẻ sinh non chủ yếu từ tuần thứ 29 tới tuần thứ 32. Ca sinh non nhất là ca sinh ở tuần thứ 28. Cháu bé chỉ nặng 800 gram, hiện đang được các bác sĩ chăm sóc tích cực. Trẻ sinh non thường do các yếu tố như đa thai, khoảng cách giữa hai lần mang thai dưới 6 tháng, bà mẹ hút thuốc lá hay sử dụng ma túy, căng thẳng trong cuộc sống hoặc do điều kiện làm việc phải đứng nhiều trên 6 giờ mỗi ngày. Sau một năm tỉnh ta triển khai phần mềm quản lý tiêm chủng quốc gia của Bộ Y tế, đến nay toàn tỉnh đã có khoảng 80% số phường, xã, thị trấn áp dụng. Hiện toàn tỉnh có 110 trên 161 trạm y tế xã, phường, thị trấn đã triển khai phần mềm với tỷ lệ người dân đăng ký đạt từ 70% trở lên. Khi người dân cho con đến trạm y tế tiêm phòng sẽ được khuyến khích đăng ký thông tin qua phần mềm bằng số điện thoại. Sau đó, trước ngày 20 và 25 hàng tháng, người dân sẽ nhận được tin nhắn nhắc lịch tiêm và tin nhắn mời tiêm của trạm y tế. Điều này không chỉ giúp các bậc phụ huynh nhớ được lịch tiêm cũng như những mũi tiêm cần thiết của con mình,
mà đối với việc quản lý tiêm chủng trên địa bàn tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung cũng sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đến nay tỉnh ta vẫn còn khoảng 50 trạm y tế xã gặp nhiều khó khăn trong triển khai phần mềm, tập trung nhiều ở các huyện Ân Thi, Kim Động 10 trạm y tế, Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên 7 trạm y tế. Nguyên nhân là do các địa bàn này còn thiếu hệ thống máy tính, dẫn đến kết nối mạng khó khăn, vì vậy việc triển khai phần mềm tiêm chủng chưa được liên tục và hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bệnh viện Tâm thần Kinh tỉnh có 21 trên 687 bệnh nhân trầm cảm điều trị nội trú, chiếm tỷ lệ 3,06%. Nguyên nhân tỷ lệ này thấp là do bệnh trầm cảm chưa được đưa vào chương trình Mục tiêu Y tế Quốc gia để quản lý điều trị. Người mắc bệnh trầm cảm thường sống khép mình, ít giao tiếp với xã hội. Người thân của người mắc bệnh trầm cảm thường giấu bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, người mắc bệnh trầm cảm có nguy cơ tự tử cao hơn 25 lần so với người bình thường. Các bác sĩ khuyến cáo khi người thân có dấu hiệu buồn chán, sống thu mình, ít nói chuyện, tuyệt vọng, không quan tâm đến các vấn đề xung quanh, cảm thấy suy sụp, có ý định tự sát, thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, kiệt sức, uể oải, ngại giao tiếp với người thân và cộng đồng. Một số bệnh nhân mất ngủ, ăn kém ngon miệng thì cần đến gặp bác sĩ tâm thần để được tư vấn và điều trị. Để tăng cường khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến y tế cơ sở, khắc phục những bất cập hiện nay trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh cần chú trọng đổi mới cơ chế chi trả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã. Cụ thể, không quy định tỷ lệ quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng tại tuyến y tế xã như quy định hiện nay. Bộ Y tế đã trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, nghị định 105, trong đó bỏ quy định khống chế tỷ lệ 20% quỹ khám chữa bệnh ngoại trú cho tuyến xã, triển khai thực hiện phương thức thanh toán theo định suất tại tuyến y tế cơ sở để đảm bảo tăng cường hiệu quả sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế. Bên cạnh đó, xây dựng thống nhất một phần mềm áp dụng tại tuyến y tế xã, đảm bảo quản lý thông tin của các hoạt động chuyên môn với quản lý hồ sơ sức khỏe để nâng cao hiệu quả hoạt động của tuyến y tế xã và giảm tải khối lượng công việc hành chính cho cán bộ y tế. Có tới gần 90% trẻ sơ sinh bị hẹp bao quy đầu. Đây có thể là hiện tượng sinh lý bình thường, khi lớn lên trẻ sẽ tự hết. Nhưng cũng có thể là hẹp bao quy đầu bệnh lý nếu không có biện pháp can thiệp sớm hoặc can thiệp không đúng cách sẽ để lại hậu quả đáng tiếc về sức khỏe sinh sản cho trẻ sau này. Để giúp các bậc cha mẹ nhận biết về tình trạng hẹp bao quy đầu của con, khi nào thì cần tới thăm khám bác sĩ, nhóm phóng viên chương trình Tạp chí Sức khỏe đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Phạm Văn Việt, khoa ngoại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào bác sĩ. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể giúp các bậc phụ huynh phân biệt được trẻ nhà mình có bị hẹp bao quy đầu hay không ạ? Bao giờ thế khi sau khi sinh thì cái bao quy đầu nó chỉ đẹp như thế, nó sẽ làm đường tiểu nó hơi hẹp một chút. Cái hiện tượng này nó sẽ hết dần theo độ tuổi của bé. Có những cháu nó sẽ không biểu hiện sớm, nhưng con cháu khoảng 3 tuổi nó mới hết được cái hiện tượng như thế. Thế thì trong cái giai đoạn đấy thì gia đình có thể vệ sinh và chăm sóc, chưa cần đến sự can thiệp của nhân viên y tế. Đấy thì đó là cái sinh lý nó sẽ hết dần sau theo độ tuổi của bạn ấy. Và đấy, còn nếu trường hợp khi trẻ tiểu hàng ngày, bạn ấy sẽ có thể là khóc, hai là phải dặn, thứ ba nữa là cái tia tiểu của bạn ấy ra nó rất là xa. Có những trẻ thì cái bao quy đầu của nó sẽ rất là phồng căng lên khi mà trẻ đi tiểu. Đấy, còn nhiều trường hợp nữa là đến muộn, những trường hợp như là có thể là cái bao quy đầu nó đã bị viêm tới đỏ lên rồi. Đấy là những cái dấu hiệu mà trẻ có thể phải đến cơ sở y tế để các bác có thể can thiệp theo từng cái trường hợp cụ thể khi mà trẻ đến viện cả. Thưa bác sĩ, hẹp bao quy đầu nếu như không được chăm sóc đúng cách cũng như là có những cái thủ thuật đúng thời điểm thì có thể để lại những hậu quả như thế nào về sức khỏe của trẻ, đặc biệt là sức khỏe sinh sản? Đấy, chủ yếu là hầu như là cái biến chứng liên tại chỗ thôi. Viêm thì viêm nhiễm thì có thể là viêm cái miệng sáo, nó có thể gây viêm nặng nữa thì có thể nhiễm khuẩn tiết niệu ngược dòng. Hai là bị tắc lâu ngày thì nó cũng ảnh hưởng đến hệ tiết niệu về sau. Ở giai đoạn mà trẻ nhỏ thì là khi viêm thì nó sẽ viêm nhiều đợt. Nó thứ nhất là nó sẽ gây sơ và dính cái bao quy đầu lại. Khi mà đến cơ sở y tế muộn quá thì lúc đấy mình can thiệp nó rất khó. Đó, cháu các cái bệnh nhân sẽ phải chuyển để phẫu thuật cắt cái bao quy đầu đi thì lúc đấy rất là khổ, phải nằm viện. Hai nữa, vệ sinh sau này nó có thể là rối loạn cái cảm giác ở cái vùng bao quy đầu ấy. Vì vùng bao quy đầu thì khi nó rất nhiều thần kinh và mạch máu mình cắt đi rồi thì nó sẽ làm rối loạn cái cảm giác. Ví dụ nhiều bạn nó sẽ đau,
đau theo thời tiết chẳng hạn. Khi mà có hẹp bao quy đầu, một số bạn nó sẽ kích thước cái dương vật nó sẽ nhỏ hơn so với bình thường, và có thể những cái bạn mà sau cái tuổi dậy thì cái khả năng cương cứng của dương vật nó sẽ kém hơn. Và hai nữa là có những bạn thì kể cả qua cái tuổi dậy thì mới đến giai đoạn sinh sản ấy, thì của bạn có thể nó sẽ rối loạn cái cương dương, một hai là rối loạn cái vấn đề về xuất tinh, có thể nhiều bạn có thể xuất tinh sớm hơn và hoặc là đau khi quan hệ. Thưa bác sĩ, khi trẻ bị hẹp bao quy đầu thì các bậc phụ huynh cần chăm sóc trẻ như thế nào tại nhà? Về cái hẹp bao quy đầu này thì trong giai đoạn mà là hẹp bao quy đầu sinh lý thì gia đình có thể chăm sóc bằng cách là mình cứ hàng ngày mình vệ sinh rửa hàng ngày, mình sẽ kéo cái phần bao quy đầu, da bao quy đầu đấy ngược về phía bụng, mỗi ngày kéo một chút, ngày sau thì sẽ kéo mạnh hơn ngày trước một chút. Đấy, đến khi nào mà cái lỗ tiểu bạn của bạn ấy hở ra là đã là thành công rồi, thì như thế đường tiểu sẽ không bị chít hẹp nữa. Và cái còn trường hợp mà nặng hơn như là bị sơ rồi có cái sơ rồi viêm, như thế thì phải can thiệp bằng thủ thuật, có thể làm bằng đến các cơ sở y tế, các bác có thể làm thủ thuật là có thể nong trường hợp nong bao quy đầu, sau đó là vệ sinh hàng ngày. Khi chăm sóc vệ sinh ở nhà thì mình phải đảm bảo được cái là sạch sẽ đấy, dùng nước muối sinh lý hoặc là các đồ mà dùng một lần vô khuẩn sạch được vệ sinh ở nhà. Tuy nhiên nếu mà không có chảy xước thì mình cứ rửa như bình thường cũng được, có thể là dùng nước sạch ở nhà mình rửa bình thường. Trường hợp mà có chảy xước hoặc chảy máu thì mình phải vệ sinh bằng các cái dụng cụ vô khuẩn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo y học cổ truyền, nhân trần có vị đắng, cay, tính bình, lợi tiểu giúp ra mồ hôi. Nhân trần có tác dụng tăng bài tiết mật, chống viêm, nhất là với các bệnh về gan mật. Trong một cẩm nang y học hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Trúc, Phó trưởng khoa Nội Nhi Đông Y, Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số bài thuốc dân gian dễ làm từ nhân trần có hiệu quả trong điều trị bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhân trần giúp thanh nhiệt giải độc cơ thể. Thanh nhiệt giải độc là một trong những công dụng lớn nhất của nhân trần trong những ngày hè nắng nóng oi bức. Ngoài ra thì những ai hay bị mụn nhọt, trứng cá, mề đay sử dụng nhân trần hàng ngày sẽ được thải độc ra ngoài, giúp thanh lọc cơ thể. Tác dụng thứ hai, nhân trần có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn và các vết thương. Đối với những vết thương hở, chỉ cần lấy cây nhân trần tươi, giã nát, đắp vào miệng của vết thương sẽ giúp kháng khuẩn, chống viêm, chống tiêu sưng, giúp lên da lon rất nhanh. Tác dụng thứ ba của cây nhân trần có khả năng gây ức chế các tế bào ung thư. Cách làm của chúng ta như sau: chúng ta cho từng một lượng nhân trần nhất định vào trong cái bình hoặc là cái tích. Để khoảng tầm từ 5 đến 10 phút thì sẽ có thể sử dụng được. Hãm nhân trần uống hàng ngày. Cái tác dụng thứ tư của nhân trần là hỗ trợ điều trị bệnh về gan. Các bệnh về gan như là viêm gan cấp tính, xơ gan, viêm gan B, sử dụng cây nhân trần có điều thể điều trị giúp khỏi bệnh. Để hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan cấp tính, các bạn điều trị theo bài thuốc nhân trần 30g, bạch hoa xà 30g, quất bì 20g, bồ công anh 20g, sắc thuốc uống 3 lần một ngày trong 3 tháng liền, có đạt được hiệu quả rất là cao. Và cái tác dụng thứ năm của cái nhân trần giúp là lợi tiểu. Những người bị bí tiểu, tiểu rắt, tiểu buốt hoặc đi tiểu rắt, sử dụng 30g nhân trần kết hợp với 30g dông ngô để nấu nước uống hàng ngày sẽ tăng cường chức năng thận, giúp lợi tiểu rất là tốt. Và cái tác dụng thứ sáu của nhân trần là tác dụng giúp giảm áp huyết. Cây nhân trần là giải pháp giảm huyết áp cực hiệu quả trong những bệnh nhân cao huyết áp. Mỗi ngày bạn chỉ cần dùng 30g nhân trần dùng để nấu nước hoặc là hãm trà uống nước hàng ngày thì bệnh huyết áp sẽ được cải thiện rất là tốt. Và tác dụng thứ bảy của cây nhân trần là hỗ trợ điều trị mất ngủ kinh niên. Hàng ngày là các bạn chỉ cần sử dụng 30g đến 60g nhân trần dùng để hãm hoặc nấu nước
uống cho cả ngày, sử dụng liên tục trong 7 ngày, chứng mất ngủ sẽ được cải thiện rất là tốt. Tuy nhiên, các bạn cần chú ý không nên uống nước nhân trần vào buổi tối, vì bản thân cái nhân trần có tác dụng là tính hàn lạnh, chứ buổi uống buổi tối này có thể dễ là gây đau bụng. Thưa quý vị và các bạn, những người mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác thường cảm thấy đau khổ, buồn chán, tuyệt vọng, mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng chính trong những biến cố thăng trầm ấy của cuộc đời, nghị lực sống tiềm tàng trong họ trỗi dậy, không những giúp họ chiến thắng được bệnh tật của bản thân mà còn truyền đi ngọn lửa đam mê sống cho rất nhiều bệnh nhân ung thư khác trong hành trình dài chống chọi với bệnh ung thư. Mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện về nghị lực sống của những bệnh nhân ung thư như thế. Cây cối trong vườn vẫn xanh tốt dưới bàn tay chăm sóc của ông Tiềm, và ngôi nhà vẫn luôn đầy ắp tiếng vui cười tuổi già với những cuộc ghé thăm thường xuyên của bạn bè, xóm giềng. Đó là những gì thường thấy ở nhà của ông Đào Xuân Tiềm, một bệnh nhân ung thư gan ở xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu. Phát hiện mình bị ung thư gan gần 5 năm qua, phải chịu đựng những cơn đau như ông nói là xé ruột xé gan và trải qua nhiều lần điều trị tại các bệnh viện từ trung ương đến địa phương. Nhưng ở đâu, ông Tiềm cũng mang lại niềm vui cho mọi người bởi tinh thần lạc quan của mình. Ngay cả khi nằm trên giường bệnh với những cơn đau dày vò thì nụ cười vẫn luôn nở trên gương mặt ông Tiềm. Chính ông lại trở thành nguồn động viên với gia đình và những bệnh nhân khác. Và ở địa phương, ông Tiềm vẫn luôn là người trưởng ban mặt trận Tổ quốc thôn đầy nhiệt tình, trách nhiệm. Ông Đại này rất vững vàng. Đấy. Rất vững vàng như thế, rất lạc quan. Thế cho nên là ca đấy. Thế nhưng bây giờ nhà vẫn tiếp tục tham gia công việc. Đấy, vẫn việc hoạt động ở cái mặt trận thôn. Vấn đề nữa là vẫn cứ đi chơi bời thăm hỏi bà con, các cái phong trào là không có bỏ lơi đâu. Tích cực lắm, nhiệt tình lắm, nên là làm đều có kết quả. Đừng nghĩ rằng mình mang một cái bệnh nguy hiểm mà không thể chữa chạy được, mà phải trước tiên là tự nghị lực mình phân thôi. Hai nữa là tin tưởng pháp đồ điều trị của chuyên môn, và cũng cầu mong rằng là y học cổ truyền Việt Nam cũng như thế giới là tìm ra phương pháp điều trị được cái bệnh này. Thế nên là trong đời thường thì nói tóm lại mình phải nghĩ rằng là thiết tha cuộc sống, hay là còn cống hiến, còn phấn đấu, còn khả năng như thế nào thì mình cố gắng là nói và tận dụng cho cuối đời, thì không phải mà cứ phải vô tư đi. Cũng giống như ông Tiềm, ông Hậu phát hiện mình mắc bệnh ung thư phổi từ hơn 8 năm qua, nhưng luôn vững vàng chống chọi với bệnh tật. Và nhìn người đàn ông gần 70 tuổi vẫn hoạt bát nhanh nhẹn như vậy, thì có lẽ ít người nghĩ ông đã trải qua nhiều lần xạ trị và 8 lần chuyển hóa chất. Trao đổi với phóng viên, không chỉ ông Hậu mà tất cả những người thân trong gia đình ông đều khẳng định rằng nghị lực và tinh thần tích cực là điều quan trọng nhất để chiến đấu và chiến thắng bệnh ung thư. Cái quan trọng nhất là mình phải để cho người bệnh người ta cái tư tưởng thoải mái, không gây cho người ta căng thẳng. Ăn uống ngủ nghỉ là nó phải đúng giờ, thể dục. Để cho thôi thì ông cứ thích làm gì thì ông làm, ông chỉ quanh quẩn với mấy cây cảnh xong rồi đi chơi bạn bè và thể dục. Thế nên được đến giờ này thì cả nhà cũng rất là mừng rồi. Riêng tư tưởng của ông thì cũng rất là thoải mái rồi. Tiềm tàng trong mỗi con người luôn là khát khao sống mãnh liệt, nên dù là nam giới mạnh mẽ hay phụ nữ yếu mềm thì đều ẩn chứa sức sống ấy. Họ xác định mình sẽ sống chung với bệnh và tìm những niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Đó cũng chính là những suy nghĩ của bà Duyên và bà Thoa trong những ngày nằm điều trị ung thư tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chúng tôi quý nhau như chị em một nhà, rồi tình cảm mới làm cho mình cũng phấn chấn nên là bệnh tật cũng tiêu tan hết à. Ung thư không phải là dấu chấm hết, không phải ung thư là các bệnh ung thư đều là dẫn đến cái chết, và có những cái bệnh ung thư và đến điều trị sớm đúng giai đoạn kịp thời có thể chữa khỏi hẳn được. Những người đã đến với chúng tôi có cái tinh thần đấy, tư tưởng ấy thì cái kết quả điều trị chúng tôi nhận thấy nó tốt hơn rất nhiều. Hiện nay ung thư đã trở thành căn bệnh khá phổ biến trong cộng đồng. Theo thống kê, trung bình mỗi tháng khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị cho khoảng trên 100 bệnh nhân. Không chỉ đau đớn về thể xác mà ung thư còn mang đến gánh nặng kinh tế cho mỗi gia đình và cộng đồng. Chính vì thế, điều quan trọng nhất
là mỗi người hãy biết trân trọng sức khỏe của mình, nên khám tầm soát ung thư sớm để có khả năng điều trị tốt nhất. Và ung thư không phải là chấm hết. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.